Sáng ngày 12 tháng 1, Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp với Ban Thanh niên Bộ Công an tổ chức chuỗi hoạt động Xuân Chiến sĩ năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố trao quà và chúc Tết toàn thể đoàn viên thanh niên lực lượng công an thành phố. Hoạt động này nhằm chăm lo, động viên đoàn viên thanh niên, đặc biệt với chiến sĩ tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân không về nhà đón Tết. Ngoài ra, Công an thành phố ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn thành phố giữa Đoàn Thanh niên Công an thành phố và Đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước, Dịch vụ Chiếu sáng công cộng và Đoàn thể Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2024 đến năm 2027. Các hoạt động tuyên truyền, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, xử lý vi phạm liên quan tín dụng đen nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nâng cao bản lĩnh chính trị nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tuổi trẻ Công an thành phố. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo ra sân chơi, nâng cao thể lực cho các cán bộ chiến sĩ trẻ để phục vụ công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn. Thường xuyên có các hoạt động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các đoàn viên nói chung để đảm bảo các đồng chí an tâm công tác. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ. Tham gia ngày hội có 500 chiến sĩ nghĩa vụ sắp kết thúc thời hạn phục vụ tại ngũ. Tại ngày hội, các chiến sĩ nghĩa vụ đã được các chuyên gia tư vấn về các thông tin liên quan đến thị trường lao động, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm tại các gian hàng của 12 doanh nghiệp.